Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối chủ đề chất lượng không khí trong tòa nhà khí CO, hôm nay tôi chia sẻ với quý vị và các bạn clip chất lượng không khí trong tòa nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Kiểm tra thông số như nhiệt độ và độ ẩm tương đối để đảm bảo được rằng mọi hoạt động trong tòa nhà đang được diễn ra trong một môi trường tiêu chuẩn, đảm bảo về an toàn, sức khỏe, lao động. Kiểm tra các dấu hiệu ẩm ướt, đây là nguyên nhân chính gây ra sự phát triển của vi khuẩn. Đôi khi, ta bỏ quên yếu tố này, nhưng nấm mốc và vi sinh vật lại là một trong các tác nhân chính dẫn đến việc ô nhiễm không khí. Nhà vệ sinh cũng chính là một trong những nơi ẩn chứa mối nguy hại đối với luồng không khí trong tòa nhà. Hãy thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ công tác làm sạch để đảm bảo bầu không khí trong tòa nhà. Đặc điểm của tòa nhà là dùng một lượng lớn hóa chất để phục vụ cho việc làm sạch. Nhưng có một vấn đề xảy ra, nếu mà lượng hóa chất này bay hơi ra ngoài sẽ dẫn đến ô nhiễm luồng không khí trong tòa nhà. Chính vì vậy, việc đi kiểm tra và bảo quản hóa chất đúng cách rất cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta cần lưu ý các khu vực chứa rác thải trong tòa nhà và quá trình vận chuyển rác thải. Bởi đây cũng là một nhân tố trực tiếp gây ảnh hưởng đến bầu không khí. Nếu không được chú trọng, sẽ rất dễ gây ô nhiễm không khí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.